chào mừng quý vị đến với sức khỏe cuộc sống hôm nay sức khỏe cuộc sống hôm nay xin chia sẻ đến quý vị khán giả một loại dược liệu quý hiếm đó là cây hoa tiên hoa tiên còn được gọi là trầu tiên hoa tiên tho đại hoa tắc tăng vân vân hoa tiên là một loại dược liệu quý hiếm trong y học cổ truyền hoa tiên được sử dụng để chữa nhiều loại bệnh khác nhau như tiêu hóa kiếm viêm khớp ho sốt thấp khớp v v bên cạnh đó hoa tiên còn được sử dụng để làm cảnh trong nhiều hộ gia đình hiện nay vậy hoa tiên có những tác dụng chữa bệnh gì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu Cây hoa tiên là loại cây thân thảo có tuổi thọ lâu năm. Cây thường có độ cao từ 20-30cm, phần rễ mảnh và cắm sâu nằm ngang dưới đất, chia làm nhiều đốt, mỗi đốt thường cho ra hai chiếc lá. Lá hoa tiên có hình trái tim, nét nguyên, đầu hơi nhọn, bề mặt nhẵn và dài, có kích thước từ 16-20cm, cuốn lá dài từ 14-20cm. Về đặc điểm của hoa tiên, có hình ống và đường kính lớn nhất khoảng 6cm và có màu tím trắng loe ra. Khi hoa nở sẽ mọc riêng lẻ ở phần nách lá, phần cuốn hoa có chiều dài từ 2. Mỗi tràng hoa chia làm 3 thùy hình tim, dị 12, mọc thành vòng. Mùa hoa quả phổ biến là vào tháng 4, quả hình cầu hoặc hơi thuông, bao bọc trong hao, có nhiều hạt nhỏ và có màu nâu đen. Cây hoa tiên chủ yếu mọc dại ở những vùng núi cao khoảng 1.300-1.600 m, lạnh và ẩm ướt, đặc biệt là những nơi có tán che và mọc ven các bờ suối như Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Sapa, Lào Cai, Yên Tử, Quảng Ninh, Ba Vì, Hà Tây. Lá và rễ của cây hoa tiên được thu hoạch gần như quanh năm, nhưng tốt nhất nên thu hoạch vào M. Trong phần hoa của cây hoa tiên có chứa nhiều sắc tố anthocyanin. Toàn cây chứa các chất dầu dễ bay hơi như elemin, iselenmin, bonen, methylgeran, saffron, hiện tại Tên gọi Hoa Tiên, chủ yếu của người đồng bào giao ở vùng Ba Vì. Theo thông tin từ một số người dân tộc giao thì loại cây thuốc này rất khó tìm, không phải ở đâu cũng có, đặc biệt để thu hoạch được loại hoa của cây Hoa Tiên lại càng hiếm hơn. Hoa của cây Hoa Tiên có màu tím đen, sau khi được ngâm rượu sẽ chuyển sang màu tím. Và có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Vì vậy, rất nhiều người dân bản địa ví loại dược liệu này như một loại thuốc quý như của ông trời ban tặng trong vài năm trở lại đây, cứ vào mỗi mùa lễ hội yên tử, Quảng Ninh, nhiều người đã nhổ cả cây hoa tiên và rao bán với nhiều công dụng không chính xác. Giá bán 10.000, 20.000, một bó nhỏ khoảng 5, 10 cây, bao gồm cả rễ. Theo kinh nghiệm của người xưa, cây hoa tiên to có tác dụng chữa phong hàng cảm mạo, chữa ho, đau đầu, nhức mỏi tay chân, chữa đau bụng, phong thấp đau nhức, đòn ngã tổn thương, chữa kiết lỵ, viêm dạ dày, chữa đau răng. Bên cạnh đó, nhiều người sử dụng phần dây hoa và rễ để tăng cường thể lực, bồi bổ sức khỏe. Ưu điểm khi sử dụng cây hoa tiên để làm thuốc chữa bệnh là đem lại hiệu quả cao, lành tính và hiếm gây ra tác dụng phụ. Bởi vốn dĩ hoa tiên là thực vật, không chứa nhiều chất hóa học gây. Cây hoa tiên được sử dụng như một bài thuốc dân gian được lưu truyền từ xa xưa với nhiều công dụng tuyệt vời. Nhiều người sử dụng phần hoa, rễ để làm thuốc bổ, tăng cường thể lực Ngày sử dụng khoảng 6, 12 dê nước thuốc dưới dạng thuốc sắc hoặc dưới dạng rượu thuốc. Sử dụng phần lá hoa tiên đem rửa sạch, phơi khô rồi đem sắc làm thuốc uống để chữa đau bụng, ăn uống khó tiêu. Dùng phần thân và rễ tươi rửa sạch để nhai hoặc ngậm để chữa hôi miệng khi bị sâu răng, chữa viêm họng, ho, cảm sốt.